22. Được好啊，thôi.好啊，那就Vậy闭nhắm着mắt眼睛ném投吧，đi.那就闭着眼睛投吧。Cậu chơi trước.你先。Được thôi. 好，Tôi theo tới cùng. 我奉陪到底。Để tôi tự tỉnh dậy bởi sự đẹp trai này, chìm trong học tập, không thoát ra nổi. Chi bằng cậu đem thẳng vào bàn bóng rổ luôn đi. Quyết đấu vòng một, thua thắng thiệt thắng. Lấy cậu làm dụng cụ dơ tắm rồi. Cậu không ổn rồi. Tôi thắng cậu là chắc chắn 100% rồi. Đừng lập mục tiêu quá sớm, sẽ dễ hỏng đấy. Cứ chờ xem. Quyết đấu vòng 2 vẫn là vô thắng kiệt thắng. Hàng hạ, vừa rồi bóng của mình rơi vào bên trái hay bên phải? Bên phải. Đại ca, không sao, chỉ kém một chút thôi. Sao rồi? Giỏi quá. Quyết đấu vòng 3, cận hàng thắng. Hai cú
cú ném trước của Cận Hàng, cách đây ném thử. Lần ném thứ hai, Cận Hàng điều chỉnh vị trí. Lần ném thứ ba, Cận Hàng điều chỉnh tư thế. Lần thứ ba và lần thứ tư, vị trí không thay đổi. Tư thế ném rổ hầu như không hề thay đổi. Có vấn đề gì sao? Đã định vua thắng kiệt vua chắc rồi, cơ thể Cận Hàng đã thành viên trí nhớ cơ bắp, giờ cậu ấy đã tìm được vị trí tốt nhất. Chỉ cần cậu ấy đảm bảo mỗi lần ném đều có góc độ giống nhau và đảm bảo được sức ném, chắc chắn sẽ bắt cát bắt trúng. Không hổ là Cận Hàng, đánh trận nào cũng có chuẩn bị trước. Kìa, thế này. Cận Hàng. Đại ca, ai cũng có lúc sảy tay, anh đừng để bụng quá. Đúng đó, Cận Hàng có nát phải rồi thôi. Một người tay trái bị thương mới khỏi, đã đồng ý bịt mắt, giết đấu với người ta, không thua mới lạ đó. Cận Hàng, cậu không sao chứ? Mình không sao. Tôi không sao. Thi đấu xong rồi, còn không về sao? Học thuộc đàn dương các từ chưa? Học tiếng Anh xong chưa? Cậu không sao chứ? Có cần tới phòng y tế không? Không sao, không đau thật sao? Hà, con tìm bố. Bị thương gia truyền của bố để đâu rồi? Con bị thương sao? Không phải con, là Cận Hàng. Cậu ấy chơi bóng bị thương rồi. Bên kia. Trong ngăn kéo đầu tiên. Bị nặng không? Cận Hàng, sao cậu tới đây? Đây là thuốc trị thương gia truyền của bố mình. Cậu bôi một chút, cậu ấy đau lắm. Vào đi. Cận Hàng, thuốc này một ngày phải bôi hai lần. Cậu đang tìm gì thế? Rùa của mình biến mất rồi. Vậy mình tìm cùng cậu. Chạy đi đâu rồi? Để mình tự tìm rùa. Cậu về trước đi.
cận Hàng sao thế? Hàng hả? Anh Sa, Cận Hàng bị thương rồi. Anh nhớ bồi thường cho cậu ấy nhé. Sao lại bị thương chứ? Bị thương lúc nào? Anh ấy mới chơi bóng rổ, bị bóng rổ đập vào cổ tay, bị thương. Thể lực của cậu ấy sao mà chơi bóng rổ được chứ? Em biết thể lực của cậu ấy không tốt, nhưng đến cả ném rổ cũng không được sao? Tất nhiên không được. Chính vì chuyện này mà cậu ấy đã từ bỏ ước mơ làm phi hành gia. Phi hành gia. Nhắm mắt tìm cũng biết My ở dưới nhầm giường. Sáng sớm mai sẽ cầm đi cho Cận Hàng. Cận Hàng, bắt đầu từ hôm nay, mẹ con mình sẽ sống cùng nhau. Chúng ta chuyển tới một nơi tốt hơn. Mẹ, sao mẹ tới đây? Con nói xem, rốt cuộc con đã giấu mẹ là bao nhiêu việc mà mẹ không biết chứ? Mẹ đang nói chuyện nào chứ? Cận Hàng đấu bóng rổ 1v1. Bản thân con không biết sức khỏe mình như thế nào sao? Mẹ, đây chỉ là đánh bóng rổ tại chỗ thôi, không chơi toàn sân. Vậy con nói xem, vết thương trên tay con là sao hả? Chỗ này không cẩn thận bị thương. Không cẩn thận sao? Con còn muốn lừa mẹ tới khi nào? Mẹ, thật sự con không lừa mẹ. Mẹ không tin thì hỏi anh Sa đi. Giang Quy đã nói hết với mẹ rồi. Phan Cuồng đã theo tới tận nhà rồi. Còn bị cài máy theo dõi. Chuyện lớn như thế mà con còn giấu mẹ. Hay là gì mà con không dám làm chứ? Mẹ nói với con từ lâu rồi, con không giống như người khác. Con không được giận động mạnh, không thể chịu được kích thích, không thể bị quán sợ. Nếu Phan Cuồng đã tìm tới tận cửa rồi, chứng minh chỗ này không an toàn nữa, mẹ nghĩ con vẫn nên mau chóng thu dọn đồ đạc, dọn nhà đi. Mẹ, mẹ đừng chuyên kiến như vậy có được không? Chuyện mà mình giải quyết xong rồi, tự sinh phản sự tình, sớm đã giải quyết rồi. Thôi mà sống ở đây rất tốt, và ở đây chú ở phải chuyển nhà, chỗ này có gì mà tốt chứ? Người thì đông, an ninh lại không tốt, ai biết được liệu có Phan Cuồng thứ hai thứ ba nào tới tìm không? Chỗ này không an toàn, con dọn đồ ngay đi, chuyển đi ngay. Chỗ này có không tốt, tới mấy, chúng từng là nhà của chúng ta. Chính ở chỗ này, mẹ đã mất đi bố của con. Mẹ không muốn mất thêm cả con. Cái này cho cậu. Đây là gì? Có phải cậu muốn làm phi hành gia không? Đây là chỗ luyện trước kia của mình. Bố xin đề ra cho mình đấy. Chỉ cần cậu tập luyện theo trong này, chắc chắn sẽ tăng dọn thể lực. Cậu đưa mình làm gì? Mình không cần.
Thật sự nó rất có tác dụng. Mình chỉ tập 6 nửa năm mà thể lực đã tăng lên rồi. Chỉ cần cậu tập theo trong này, chắc chắn thể lực sẽ tăng lên. Trước khi đó, ước mơ phi hành gia của cậu có thể thực hiện được rồi. Ai nói với cậu mình muốn làm phi hành gia? Cậu tưởng cậu rất hiểu mình sao? Lần trước trong phòng sách của cậu, mình thấy cậu có rất nhiều sách về hàng không vũ trụ. Hơn nữa cậu gửi về mô hình tàu vũ trụ như thế. Lần trước lúc nhìn thấy mô hình thường A4 của cậu, như vậy chứng minh được gì chứ? Sau này cậu vui lòng, tự nhiên tới phi hành gia gì đó với mình nữa. Ngoài cửa là ai thế? Không ai cả, một fan thôi. Chỉ là một fan thôi sao? Fan sao? Fan lại tới cửa nữa rồi sao? Chỗ này không còn an toàn. Dọn nhà ngay lập tức. Con không. Con. Chiều nay mẹ về Bắc Kinh trước. Chuyện này giờ mẹ quay về rồi tính. Ngoài cửa là ai thế? Không ai cả, một fan thôi. Alo, Tiểu Kim Trang, mình muốn nói với cậu, cậu muốn nói gì? Hôm nay mình không cố ý đâu, hả? Thì sân bóng rổ, cận hàng. Cậu nói với cậu ấy một câu xin lỗi, giúp mình nhé. Sao chỗ nào cũng có cận hàng hết vậy chứ? Cậu nói gì cơ? Cậu chưa tỉnh ngủ sao? Sao nói chuyện thiều thào vậy chứ? Đúng là chưa tỉnh ngủ. Mình phải ngủ thêm một lúc nữa. Vậy cậu như nói xin lỗi cậu ấy giúp cho mình nhé. Các em lấy sách ra. Hôm nay chúng ta học tiếp nội dung tiết trước, hệ tọa độ vuông góc trong không gian. Hình học không gian, năm nào cũng thi một bài giải toán. Dùng vector không gian là một cách giải trong đó. Tiêu rồi, quên mang sách toán rồi.
cùng xem đi. Trong hệ tọa độ vuông góc, thông qua góc tọa độ O, vẽ thêm trục OZ, không cần đâu. Là có ba đường trục vuông góc với nhau, và có độ dài đơn vị giống nhau. Như vậy là tạo thành một... Xin hả? Xa xa. Cô vừa giảng tới đâu rồi? Hệ tọa độ vuông góc trong không gian. Hệ tọa độ vuông góc trong không gian. Phương trình đường tròn. Hàng hả? Em sao thế? Thưa cô, là em làm phiền bạn ấy học bài. Cậu có thấy hôm nay Tiểu Kim Cang và Cận Hàn có gì đó là lạ không? Không có. Cậu không cần phải làm thế. Làm thế nào? Mình dạy cậu nhé. Không cần đâu. Bài này quá khó với cậu. Một mình cậu sợ là không giải ra được. Mình đi hỏi Phan Đa Đa. Đa Đa, bài này chọn đáp án nào? Khí áp giữa hai người thấp quá. Mình... chẳng là... mình biết rồi. Cậu và Cận Hàn dỗi nhau rồi. Không phải. Nhìn là biết đang nói dối. Tin hay không thì tùy. Cậu đừng làm phiền Đa Đa giảng bài cho mình. Tiểu Kim Cang, về nhà chờ mình, chuẩn cho cậu một bất ngờ. Chuyện gì mà thần bí thế? Đi, anh đây đưa cậu đi hướng gió. Bố cậu mua xe máy cho cậu thật rồi sao? Đi, đi mau. Cậu gọi cái này là xe máy sao? Tóm lại đều là xe. Xe điện cũng có thể đưa cậu bay lên. Vậy cậu lái xe nhanh hơn một chút được không? Mình còn chưa biết lái lắm. Hét, hét ra đi. Mình nói cậu có chuyện gì không vui thì hét ra hết đi. Hét ra sẽ thoải mái hơn. Quá ngu ngốc. Dù sao cậu đội mũ bảo hiểm cũng đâu ai nhận ra cậu đâu. Nói cũng có lý. Vậy mình thử xem. Thấy tâm trạng tốt hơn không? Tâm trạng mình vốn dĩ đã rất tốt. Đi đây. Phu Thánh Kiệt. Cảm ơn cậu.
khá sáo vậy chứ. Chúng ta là anh em mà. Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn mình thì tặng mình một chiếc xe máy đi. Xe kia của mình nhỏ quá, cậu ngồi lên mà không chạy nổi. Được lắm vui thắng kiệt. Cậu dám nói mình béo sao? Mình nói được thôi. Đi đây. Đi đi. Cận Hàng, hôm nay anh đi chợ qua mua vài chậu, đem cho cậu một chậu để trong nhà, hút mồ hôi giúp cậu. Mai là phải quay cảnh quan trọng, thượng tiên mạch nhiệm, về sư môn xin thuốc rồi. Anh khớp điện thoại với cậu nhé. Rốt cuộc là bất ngờ gì? Bất ngờ? Không có gì. Cảnh ngày mai cũng khá nhiều lời thoại, em học trước đã. Không nhiều mà, chỉ có một câu, còn lại cậu liên tục cứng đầu. Sao anh mua qua nữa rồi? Rõ ràng anh biết em thường quên tứ qua mà. Không sao, anh bảo hành hạ qua tứ giúp cậu. Cậu ấy không tới nữa. Em ấy không tới học thêm nữa sao? Cậu ấy không tới học thêm nữa. Sau này cậu ấy sẽ không bao giờ tới chỗ em nữa. Vì sao? Không gì sao hết. Người ta còn đang bận. Anh ở nhà nghỉ ngơi nhé. Chăm sóc vết thương ở chân cho mau khỏi. Một mình em cũng ổn mà. Chúng ta đi được chưa? Chờ chút, anh sẽ nói anh ấy tìm một trợ lý làm thay cho anh ấy. Đừng nói là cô bé này nhé. Anh sao bảo mình tới làm thay? Cậu ăn mặc vậy làm gì? Mình thích thế. Lên xe đi. Mai Cận Hàng phải tới quay phim ở đoàn phim. Chân anh bị thương rồi. Em xem có thể thay thế anh đi cùng cậu ấy một ngày không? Vì sao lại là em? Em là người quan tâm Cận Hàng nhất trong những người anh quen. Hơn nữa anh thấy em là một cô bé khá tốt. Giao phó Cận Hàng cho em, anh cũng yên tâm. Anh Sa, anh tìm người khác đi ạ. Đối với cậu ấy, em chẳng qua chỉ là một fan hâm mộ thôi. Chắc cậu ấy không muốn ngày nào cũng nhìn thấy em. Sao có thể chứ? Cậu ấy nhiều fan như vậy, chỉ mình em được học riêng thôi đấy. Hơn nữa hai em còn là bạn học, tìm người khác anh cũng không yên tâm. Lỡ như bất lợi cho anh Sa, anh nói đúng. Giữa bạn học với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau. Được, em đi. Gia diễn không dễ dàng gì mới giành được, hy vọng không có vấn đề gì xảy ra. Cẩn hàng, cẩn hàng, cẩn hàng. Cẩn hàng, cẩn hàng, cẩn hàng, cẩn hàng. Cẩn hàng, cẩn hàng, cẩn hàng. Hạng hạ đại nhân, cứu mình sai rồi. Hạng hạ đại nhân, hạng hạ đại nhân. Cẩn hàng, cẩn hàng, cẩn hàng. Hết người rồi.
Hạng Hạ, sao Miêu kém cỏi vậy chứ? Hạng Hạ, ghê gớm lên đi. Mặc dù cậu ta là thần tượng của Mi, nhưng cậu ta làm tổn thương Mi tới vậy, tuyệt đối không được tha thứ cho cậu ta dễ dàng. Hôm nay mình phải biến từ fan thành anti-fan, xem mình chỉnh cậu ấy một trận nên thân đây. Cận Hàng, quá trang xong rồi. Cận Hàng hơi mệt rồi, để cậu ấy chợp mắt một lát. Lát nữa nhân viên phục trang sẽ tới thay đồ. Được. Ngỗng, ngỗng đâu? Làm gì có ngỗng? Ngửa mặt lên trời cất tiếng ca. Thay đồ đi. Không phải vừa rồi nhân viên trang điểm nói lát nữa nhân viên phục trang sẽ tới thay đồ cho mình sao? Sao thế? Không sao. Ngỗng đâu? Làm gì có ngỗng? Ngửa mặt lên trời cất tiếng ca.